Chào tất cả bạn nha. Hiện tại mình đang từ thành phố Vũng Tàu, mình đang đổ về thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm qua cho các bạn đi qua ngay chỗ làng bè Long Sơn. Thì ở đây các bạn trên đường dài thì các bạn sẽ có một cái đụng ngã tư này, các bạn sẽ quẹo trái nha. Rồi em mở xi nhan trái, cứ chậm chậm vô, mình sẽ đi vô đường Hoàng Sa và Trường Sa ha. Đó, rồi chậm lại nhẹ. Rồi cái đèn của mình hiện tại bây giờ là đèn đỏ ha. Rồi mình di chuyển qua bên trái luôn, rồi giảm tốc độ đó, rồi mình đợi. Còn cái đèn bên kia là đèn xanh ta đi ha. Mình sẽ vào đường Trường Sa đó, đường Trường Sa. Rồi thì cái con đường này mình vô đường Trường Sa thì có nhiều địa điểm du lịch ha, làng bè hay nhà lớn. Nhà lớn là những cái người lớn tuổi cột cái tóc dài ha, thì nó có nhà gỗ, nhà mấy, nói chung là đang là bằng gỗ, gỗ tốt không à, gỗ đắt tiền đó. Thì hôm nay mình trải nghiệm qua làng bè để mình ăn hải sản hay là mình ăn uống trên đó. Nó có nhiều trải nghiệm để cho các bạn biết, để du lịch cắm trại. Rồi thì cái đường Hoàng Sa này mình vô xong mình sẽ đi ra đường Trường Sa, để mình sẽ ra lại quốc lộ 1A, quốc lộ 51 để mình về thành phố luôn nha các bạn ha. Có nhiều đường đi vô lắm ha. Còn kia mình đi về thành phố cũng được, mà đi về thành phố đường này cũng được ha. Các bạn không trải nghiệm thì các bạn không ăn uống thì các bạn đi đường này về cũng được. Đó. Để sao làng bè nó đẹp lắm. Đó, Vũng Tàu giữ vững thành phố sạch ASEAN. Các bạn thấy không? Rồi đạp ga Trường Sa. Trường Sa là Hoàng Sa là của Việt Nam. Rồi tốc độ đây ngoài khu dân cư ha, mình đi tốc độ. Thì đây nó có một cái cầu lớn, giống như mấy xung quanh đây là ta nuôi cá nha các bạn ha, nuôi cá nuôi hải sản nha. Đó. Thấy vậy chứ thiên nhiên vậy, thấy người ta nuôi tùm lum la không, cứ làm chòi trên chảnh á. Các bạn cứ câu thì cứ xuống đó câu, không phải của mình ha, các bạn câu vô tư. Đó thấy không, ta nuôi này nọ, nước lên ta nuôi ha. Bên đây cũng vậy nè, đó. Các bạn thấy đồng trống không? Đó, thật chứ người ta đã lên, ta đã cào lên ta nuôi nha. Đây là khu này là chuyên gia nuôi hải sản và làm muối luôn. Đó, chút xíu mình qua một cái cánh đồng muối luôn, giống như là bên Bình Thuận á. Đường ven biển này nọ cũng có một cánh đồng muối với quạt gió này nọ về Nha Trang các bạn ha. Thì đầu tiên các bạn sẽ qua cái cầu Gò Găng ha. Ở đây cũng có làng bè. Nhưng mà làng bè ở đây thì nó nhỏ. Mình sẽ qua cái làng bè bên kia, nó có nhiều làng bè lắm. Đó, ta nuôi hải sản nè, thủy sản nè, thấy không? Các bạn thấy chưa? Làng bè này thì đi bộ, không có đi tàu. Chút xíu mình sẽ đến cái cầu Chà Và. Cầu Chà Và đó là nuôi hải sản lớn lắm. Đây các bạn thấy không? Rồi anh đó xi nhan trái ha. Mình nghiêng lái qua phải chút xíu ha, ngó kiến phải rồi anh đi tiếp. Thì ở đây cung đường này, khúc này nó mát, nó đẹp. Đường tây đẹp. Nó mát. Nên ta nuôi nhiều loại cá rồi hào các kiểu luôn à, nhiều lắm.
Rồi các bạn nào ăn uống hay ăn uống, các bạn có nhiều khi các bạn cắm trại du lịch đó, lên trên đó mình vừa ăn uống mình nhậu hay mình câu cá luôn. Câu cá các bạn đem theo cần, các bạn câu miễn phí nha, nhớ là câu ngoài ngoài bè chứ không phải câu trong bè nha, câu trong bè tốn tiền, phải câu trong bè là phải câu polymer nha, cá bóng nè cá gì còn cá câu ở ngoài là cá ngát hay cá gì rồi ở dưới thiên nhiên nha các bạn ha. Bữa đợt trước thì mình có hai xe, thì một xe số tự động, một xe số sàn. Mình đã hướng dẫn đi quanh đó rồi, hôm nay mình sẽ đi riêng đó. Đó đây là muối nữa ha, bên này cánh đồng muối người ta làm muối làm riêng lẻ, còn khúc dưới kia người ta làm nguyên một ruộng muối nhiều. Có đèn đường, đường này là đâu có đèn đường đâu, nó có nhưng mà nó có ít này nè, có chứ lộn, cái khúc này có đèn đường nha, đó đèn năng lượng mặt trời ở trên ha, từng giờ thì có chỗ có chỗ không, đó đèn đường đó ha. Ở trong đây có một cái chỗ bán gà nướng ngon lắm. Dạ đúng rồi, có gà nướng ngon. Dân giả ngon. Dạ đúng rồi, có gà nướng. Chuẩn bị giảm tốc độ rồi, ở đây nó có nhiều địa điểm lắm giảm tốc độ nha, mình mở qua xi nhanh trái từ từ qua, từ từ đừng có qua liền, cái vạch chân cá nó không qua liền, đúng rồi, rồi di chuyển qua luôn à, đúng rồi. Đây là cái làng bè, khu này là cái cầu Chà Và ha, quẹo trái luôn vô nè, làng bè sông Chà Và, rồi đánh lái vô. Hôm nay cho trải nghiệm cái bè gần thôi, không đi bè xa. Cái người có một người là tài xế là không say xe nhưng mà say sóng, nên các bạn thông cảm. Ngạo ghê không? Có một bạn đặc biệt là tài xế không bao giờ say xe, chạy xe ngon lành canh đào luôn, mà chỉ say sóng thôi. Đây đó, chút xíu mình đi vô đó mình ha, mình vừa phải nha. Bạn thấy không? Còn nếu mà cái trường hợp nữa là các bạn qua cái cầu Chà Và, vừa qua cầu các bạn quẹo phải xuống luôn qua làng bè Hiếu, còn làng bè này là làng bè sông Chà Và ha, các bạn thấy không, xe đông không đó. Bây giờ mình sẽ đưa đầu vô, hoặc muốn dè không thầy, chỉ dè dè luôn nha, dè đúng không, rồi ok mình sẽ đi kiếm chỗ nào nó trống, rồi chẳng hạn như đây đi, rồi đó cái cây cục điện rồi mình vô giữa hai này đúng không, rồi bây giờ nè mình chạy lên nữa, mình mượn cái ô này để làm cái điểm tựa, rồi đánh thanh lái lên, rồi đi lên, rồi mình ngó kính cái hậu, mình thấy được cái cờ cột không, đó cái cục điện á, thấy không, thấy chưa, đó đúng rồi, thấy chưa, cộng hơn mình thấy cái bánh xe sau của người ta không, rồi chưa, rồi em đánh thanh lái vô, vậy thôi, rồi gà số lui, các bạn thấy không, đó nè, các bạn thấy nhìn thấy cái bánh xe sau của người ta không, bây giờ xe nó đậu kiểu đó, sau thấy canh được bánh xe trước, rồi lui. Alo, đúng rồi. Rồi vô chưa? Dướng không? Không dướng đúng không? Yeah. Rồi ngó bên đây. Đúng, nữa. Nữa. Rồi, hẹp đúng không? Yeah. Rồi. Có cái bạn là nói là thầy ơi, lúc trước thầy mấy thầy trong trường dạy là hẹp phải trả thẳng tiến lên, hẹp trái trả thẳng lùi đúng không? Nhưng mà ở đây là thực tế. Thực tế là khác. Nó sẽ có chướng ngại vật bằng cái xe, còn hồi đó là mình chỉ là vạch kẻ đường ở dưới thôi, rồi chống. Bây giờ hẹp bên nào đánh hết lái bên đó, rồi hẹp bên phải đánh hết lái bên phải, rồi tiến nhẹ lên vậy thôi đúng không, tiến nhẹ lên cái rồi tiến lên nó sẽ gọng ra nè, nữa rồi dần hết lái ngược lại
đó, rồi lui vậy thôi. Các bạn thấy hiểu ý mình chơi nào đó, nó rộng ra liền ha. Rồi lui đó, nhẹ nhàng vô song song là thắng, bên đây song song là thắng ha. Rồi song song chưa, rồi trả lại thẳng, rồi lui tiếp. Rồi lúc này quan sát ở sau nha, chúng hồi mình lui ra tới ở sau là mệt lắm á. Rồi dần à, này nó có cái giật nào không? Xuống nữa, xuống nữa chút xíu đi, nữa chút xíu nữa. Rồi ok, thấy chưa, ở đây có cái giật này ha. Trả lại chữ gì nè, N trước. Rồi kéo thắng tay trả lại B, đốm gặp kiến lại luôn cho thầy. Kiến kia kìa, đúng rồi. Rồi tắt. Rồi xong, xuống bè thôi nè các bạn, thấy không, trời ơi cái này mà xuống nữa là tới công chuyện luôn á nha, nhưng phải giỡn đâu. Rồi các bạn thắc mắc tại sao là đa số là các xe là đưa đầu vô, tại sao cái đường nó quá rộng thì các bạn đưa đầu vô nó khỏe hơn là ve. Còn cái chỗ nào mà siêu thị hay là tòa nhà hay gì đó, tầng hầm thì các bạn thường thường đa số là ve đua xe vô nha các bạn. Tại sao phía trước có nó không được rộng, các bạn lưu ý nha, thấy không? Chỉ có xe mình la không? Đó này mình đang cho bạn ấy tập ve nha. Rồi đi xuống sẽ có tàu qua đó, tàu bên kia gần trời, ông chơi sợ xa sóng, xe sóng rồi đi qua kia kìa, gãy xe chú đó. Còn này là tàu bự nè, trời ơi không có xe xe nhưng mà xe sóng, có người không xe sống nhưng mà xe xe. Hai chồng này ngộ. Đó thấy không, qua liền không, qua liền. Hỡi cô lai đỏ sao đang lóng quá, có cái làng bè bên kia là bạn là hiếu á, là các bạn phải đi ra dòng tuốt ra xa luôn, ra tuốt ra kia, còn này nó gần. Dành cho bạn nào không xe sống nha. Ở đây là hào nè. Nếu mà đúng là bên kia là phải đi ra tuốt xa lắm. À, thấy bạn đỡ không? Đó. Trời lắm ơi, trời lắm ơi. Này xe này thắng không ăn rồi. Thắng lớp bánh luôn. Đó, đây là hào nha các bạn, đúng không? Phải hào không ta? Thắng lớp bánh luôn. Các bạn thấy không? Đây. Đó là cái cầu Chà Bà. Cầu Chà Bà dài lắm nha mọi người. Đi ghe nhỏ quá. Đi ghe đây. Chạy tuốt xa lắm. Xả ơi, 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 xả ơ